Lê nói một tí nha. Mỗi ông Lê nói một đơn thôi. Chúng ta có 6 ông, rồi đứng dài ra, đứng dài ra, đứng dài ra. Rồi, mời anh nói trước, anh được tên là gì và được cái gì của Chúa? Dạ, con về cho Lê Văn Hà ạ, con ở Bắc ạ. Con vào đây con được ơn là con được năm ngoái con vào đây con cầu nguyện thì Chúa có cho con được thằng cu nhưng mà được 9 tháng rồi ạ. Nhưng mà đi bệnh viện 2 lần rồi ạ. Và nằm hơn 1 tháng rồi bây giờ con vô con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con nó trước hết nó thổi bệnh. Cái này con ba đứa con gái nó cũng bị quẩy ạ. Thì con xin rồi, đó là hoàn cảnh của anh là ba đứa con gái và một đứa con trai hiện được ơn gì của Chúa? Dạ con được ơn Chúa ban cho con được thằng cu. Ơn của Chúa ban là ba đứa con gái thì được một cái thằng cu. Rồi cho mà chồng có tay thưa anh xem. Rồi tôi gửi tặng cho anh nghe cuốn tập san tình trời tình đất. Nhà anh nghe có máy nghe giảng chưa? Dạ con có nhưng mà vẫn hư vẫn cục sạc. Hư vẫn cục sạc bìa vô cho tôi cục sạc thôi đi. Tặng cho cục sạc. Rồi làm sao biết lòng Chúa thương xót mà sau ba đứa con gái đợi chờ và được một đứa con trai, anh làm sao biết lòng Chúa thương xót để được Chúa ban ơn xuống cho anh? Năm ngoái con thằng em con nó có làm ở trong miền Nam đây ạ, nó biểu là anh vào Cha Long đi rồi là xin rồi cầu nguyện và nó con dọc các em dọc là em con bảo là thôi thế là để anh đi, con đi hồi tháng 3 năm ngoái ạ. Năm nay con hứa với Chúa năm nay nếu mà được con lại quay lại con tạ ơn Chúa. Đây là cục sạc, cái sợi dây nha. Rồi, xin chúc lành cho anh. Rồi anh, được ơn gì của Chúa?